Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em về được 4 cây đèn LED trụ Hataya mấy anh chị ha. Thì con này là 4 bóng, trước giờ em bán cũng khá nhiều. Mà đợt này về em được có 4 cây, hàng bãi Nhật bây giờ nó cũng bắt đầu đang khang khang, không có hàng về mấy anh chị. Không có hàng về, về được rồi thì không có ra được. Thì mà đợt này về thì của em nó không có dây điện, cho nên là em gắn đỡ cái dây hàng bãi mới luôn ha, 12m một cuộn đó, dài 12m gắn sẵn luôn cho mấy anh chị. Thì cái con này là xài điện auto nha mấy anh chị ha, 220 ha, từ 100 tới 220, và nó có cao su rồi, có nắp rồi, bảo vệ ống bảo vệ rồi, tất cả chống va đập được các kiểu luôn ha. Và được cái nữa là nó xài điện auto nên là rất là tiện lợi nha mấy anh chị ha. Thì bóng này là bóng mét 2, thì công suất của mỗi bóng thì nó khoảng là 20W đó, ha, thì tổng cộng nó là 80W mấy anh chị. Đó thì ở đây nó có đầy đủ hết tất cả các thứ luôn. Như ở đây là nó có thêm ổ cắm mở rộng nè ha, ví dụ như cái đèn cái bên đây nó liên kết với cái bên đây rồi liên kết với cái bên đây, mấy anh chị mình chỉ cắm vô đây thôi. Rồi, ở phía sau này á là nó có một cái công tắc và CB chống giật luôn nha. CB chống giật nằm đây ha. Đó thì CB chống giật nằm đây. Đó. Rồi, công tắc on off của nó thì nó chống nước luôn ha. Đó, chống nước ở đây. Đó, rất là an toàn. Đó, mấy anh chị mình xài nó sẽ an toàn. Đó. Rồi, ok thì cái này nó có bánh xe luôn ha, để di chuyển luôn rất là tiện lợi. Thì những anh em nào mà làm công trình hay là ăn uống ngoài trời, gió ngoại ngoài trời á ha, cần cắm dây điện mà mình sợ mưa gió điện rò rỉ rồi đó, thì mình xài mấy con này, được sản xuất tại Nhật luôn, của hãng Hataya luôn. Thì mấy con này em vẫn bán sale theo giá sale bữa giờ bán luôn ha, là 1.700.000 một con ha mấy anh chị ha, 1.700.000 một con. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Rồi em còn một cây quạt hơi nước cuối cùng, quạt hơi nước cuối cùng, giá vẫn 6.200.000, công suất là 1.100W mấy anh chị ha. Con này motor dây đồng luôn ha, đảo gió bằng cơ rồi tất cả các thứ luôn, bơm nước tự động các thứ là rất là ngon lành luôn mấy anh chị nha. Vẫn 6.200.000 quạt hơi nước công nghiệp, còn cây cuối cùng. Anh em nào lấy thì ủng hộ em. Rồi tiếp theo em còn cái bộ bàn sân vườn ha, đó em bỏ ngoài trời luôn, mưa gió thoải mái luôn các anh chị ạ. Ha, mưa gió thoải mái mấy anh chị mình cứ để ngoài trời thôi. Đó thì còn bộ cuối cùng thì bộ này bữa giờ em vẫn đang bán là 5.900.000 ha, bộ cuối thôi, sale cho xíu cho mấy anh chị cho vui, 5.800.000 thôi. Thì bộ này nó gồm có 4 ghế ha, bộ này là gồm những cái mặt đá mấy anh chị ha, người ta làm gọi là bàn mô sắt kia mấy anh chị, theo một cái phong cách của Pháp mấy anh chị ha. Đó, hàng xuất khẩu Việt Nam mình xuất đi. Đó. Giá của cái bộ này thì 5.800.000 ha. Rồi tiếp theo thì em còn tiếp một cái bộ sân vườn nữa, là cái bộ này là bằng nhôm ha, bằng nhôm, và của bộ này thì là của Nhật về mấy nha mấy anh chị nha. Nhưng mà cái bộ của Nhật là họ làm là chỉ có 2 ghế thôi ha, 2 ghế như thế này. Đó, 2 ghế thôi các anh chị. Đó thì tất cả mặt là bằng nhôm hết, nhưng mà chỉ có chân nha, cái chân ghế, chân bàn là bằng sắt mấy anh chị ha, tại vì họ phải đúc bằng sắt nó mới chịu lực được nha. Đó, cái này em cũng bỏ ngoài mưa ngoài gió thoải mái luôn. Đó, hàng này là hàng mẫu nha, trưng bày, còn hàng ship cho mấy anh chị mình là hàng mới chăm nguyên hộp về mấy anh chị mình ráp lại. Thì cái bộ bàn sân vườn nhôm này thì em vẫn đang bán là 3.950.000 ha, 3.950.000. Mấy bộ này mấy nhà khác bán cao lắm. Đó, em bán 3.950.000 thôi. Rồi, tiếp theo thì hôm nay em còn em về một cái lô đàn ha, đàn piano của hãng Yamaha. Cây này là cây Roland điện, cây này thì của nhóc em ha, giờ nó hết xài rồi em cũng thanh lý luôn. Thì đây em có một cây Roland điện ha. Đó, con này là chạy hoàn hảo hết ha, của hồi ngày xưa em mua ở Việt Thương là 20+ triệu mấy anh chị. Đó, con này là Roland nè, model của nó là RB301 mấy anh chị ha, RB đây để em cho focus đó, RB301 RW. Đó, con này xài điện 220 bình thường luôn, cắm điện 220 vô là xài thôi. Thì cây này em đang thanh lý giá 10 triệu mấy anh chị ha, giá 10 triệu ha, mọi thứ là hoàn hảo hết. Đó, không có lỗi lầm, không có gì hết nha mấy anh chị nha. Ha, đàn thì còn rất là đẹp. Đấy. Rồi, anh em nào có nhu cầu cho con học đàn piano thì nhắn tin cho em ha, mua cây Roland điện thì nó rẻ. Đó, thì có 10 triệu thôi. Rồi, tiếp theo là một cái đàn Yamaha ha, thì Yamaha thì em có tới 3-4 cây lận ha, 3-4 cây. Thì để kho em nó hơi bụi xíu ha. Nhưng mà cái này là bên thợ em đã cho cân chỉnh đầy đủ hết rồi mấy anh chị ha, đàn piano này em cho thợ cân chỉnh hết rồi.
đó, cần chỉnh đèn và bảo trì vệ sinh ha. Một cái bạn kia là thợ chuyên nghiệp luôn, bạn ấy qua bạn ấy cần chỉnh cho em hết ha, âm thanh tất cả các thứ là ngon lên đó, âm thanh các thứ là hoàn hảo hết đó. Thì giá của cái đàn piano ha, thì ở đây là em có cái cây này, model nó là gì ta, cây này nó là U1 mấy anh chị ha, U1 nhưng mà số series của nó là 137728. Tức là U1 này, nhưng mà cái dòng này là dòng 2 pedal nha ha, 2 pedal. Đó, cây này để cho mấy anh chị mình giá là 18 triệu mấy anh chị ha, 18 triệu. Rồi, tiếp theo nữa thì em có cây Yamaha ha, Yamaha U1. Yamaha U1 ha, thì con này á là để em nhớ nó coi nó như E hay là G em quên mất hết à. Yamaha U1 với tờ giấy đâu rồi, đây. Nó còn giấy luôn, Yamaha U1 mà nó là E nha mấy anh chị ha, mã là E. Đó, số series của nó là 615590. Đó, 615590. Rồi, cây này để cho mấy anh chị mình giá là 29 triệu ha, 29 triệu. Nó thì có một cái là vận chuyển về thì nó cũng có vài điểm nó hơi chày xíu ha. Con này 3 pedal bình thường ha, đó, hơi có ngay gốc đó thì nó cũng bị cắn chúng cái phần chân ha. Rồi, con này cũng hoàn hảo hết rồi, cân chỉnh hết rồi mấy anh chị à ha. Mấy em thì em không biết đàn cho nên là chắc ấy sao, anh chị nào có nhu cầu về đàn thôi, con này để bán 28 triệu luôn đi, 28 triệu, anh em nào có nhu cầu thì nhắn tin giúp em ha, em tư vấn thêm hoặc chụp hình ha. Bữa giờ vệ sinh xong hết rồi nhưng mà không có đẩy vô trong, thành ra để đây nó hơi bụi xíu đấy. Rồi, ok, tiếp theo là em có về thêm mấy bộ khoan mấy anh chị ha, về thêm mấy cái bộ khoan đó, mấy cái bộ khoan đét tông ha. Thì mấy bộ này bữa giờ em bán rất là chạy mấy anh chị ha, đó, giá chỉ có 1.600.000 đồng mấy anh chị ơi ha, 1.600.000 đồng chịu khoảng bao ship luôn ha. Đó, thì cái này cái thùng không cái máy tức là hãng mới vừa giao qua, thì tức là người ta đưa cái thùng qua trước mấy anh chị ha. Rồi thả xuống luôn đi, lấy ra cho mấy anh chị xem luôn dữ ơi. Đây đó, thì mà gồm có nè, nó hàng mới nguyên trăm trăm nguyên siêu luôn á mấy anh chị nha. Đó, gồm có một máy nè, một máy, và máy này máy khoan ba chức năng ha, roulette không chổi than đó, hai cục pin 2A chống cháy rồi các kiểu luôn, và cũng đi kèm với nó là một cục sạc nữa nha mấy anh chị nha. Đó, máy pin sạc đầy đủ luôn, rất là đã luôn, tiện lợi luôn nha các anh chị. Và bên cạnh đó thì Đét Tông có tặng cho mấy anh em mình một cái thùng ha, thùng nhựa đó, để mấy anh chị mình bỏ vào ha, tặng cái thùng nhựa ha, nhựa này chống qua đập luôn, rất là ngon nha mấy anh chị nha. Đó, rồi ok, anh em nào lấy cái bộ khoan pin Đét Tông này thì nhắn tin cho em ha. Đó, thì cái bộ này nó là ba chức năng luôn, khoan tường, xài gia đình rồi mọi thứ là rất là ổn áp luôn mấy anh chị. Thì bữa giờ em bán bộ này cho mấy anh chị mua rất là nhiều, thành ra là hôm nay em về thêm 5 bộ nữa ha, 5 bộ nữa cho mấy anh chị, ship cho mấy anh chị đây. Rồi, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em nha. Thì bộ khoan pin Đét Tông 3 chức năng giá chỉ có 1.600.000, chuyển khoản bao ship luôn. Rồi, ok, tiếp theo là cái máy giặt mấy anh chị ha. Máy giặt em còn 2 con ha, 2 con máy giặt. Một con là model là 9800L ha, model là 9800L, và một con là VX900L mấy anh chị ha. Đó, thì hai con này là hàng nó như xài lướt mấy anh chị ha, còn rất là đẹp luôn mấy anh ha, của hãng Bana ha, tất cả là cảm ứng, và cái này là em đã hàng được, em đã test hết rồi. Đó, thì cái con mà model 900 á, model 9 VX900 á, thì giá của nó 23 triệu, còn con VX908 á, giá của nó, con này đợt sau em về nó là 2018 luôn. Giá của nó là 18.500 ha, 18.500. Đó, anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Đó, 18.500. Rồi, tiếp theo em tiếp tục thanh lý, lấy cái ghế xuống giùm anh, em thanh lý cái máy chạy bộ của em luôn mấy anh chị à ha. Em thanh lý một cái máy chạy bộ ha. Thì cái máy chạy bộ này là của hãng Imbun mấy anh chị ha, hãng Imbun. Đó, thì con này là chuyên cho những cái phòng game lớn, máy rất là to mấy anh chị ha. Máy rất là to. Đó, thì con này chắc em bán lỗ sâu hơn xíu nữa ha, để cho mấy anh chị mình giá 28 triệu đi ha, 28 triệu. Chứ em giờ em đi đánh cầu, thành ra cũng ít có thời gian để chạy bộ. Con này đó lúc trước em mua là 45 ha, bây giờ bán lại cho mấy anh chị mình 28. Anh em là có nhu cầu thì nhắn tin giúp em ha. Điện 220 có năng leo dốc rồi tất cả các thứ luôn.
quạt rồi, nói chung là con này thì rất là ok. Đó, model của nó là BT300H các anh chị ha, model là BT300H. Rồi anh em nào lấy có nhu cầu máy chạy bộ thì cứ qua bên em test thử con này rồi lấy về ha, mua có nhu cầu máy chạy bộ. Mấy cái con nhỏ nhỏ chạy nó không có phê đâu anh ha, xài phải xài mấy con bự như nè, chạy nó mới đã. Tức là cái khung sườn của người ta nó cứng chắc thì nó sẽ rất là cứng, mình chạy nó rất là im, nó không có bị gập ghềnh ha. Mấy máy yếu yếu là nó dễ bị gập ghềnh lắm. Đấy. Rồi, ok ha, thì bản điều khiển tất cả các thứ là mới tinh luôn mấy anh chị ha. Nè, em cũng ít có xài, mới tinh nè. Đó, 28 triệu đi ha, 28 triệu nha các anh chị nha. Rồi, em còn một bộ bàn tròn ha, bàn ăn mà nó là bàn tròn. Có tổng cộng 4 ghế nha mấy anh chị, ở đây đang có 2 ghế thôi nhưng mà cái bộ của em là nó bộ 4 ghế lần ha. Đó thì cái bộ này em đang bán là 5.8 triệu anh chị ha, 5.8 triệu ha, bàn tròn chân cẳng, kéo cái ghế này xích ra cho anh chị xem ha. Phần chân người ta làm rất là đẹp ha anh chị ha, rất là đẹp ha, màu đen đen đó, thì ở mặt bàn của nó là nó theo kiểu là xước xước á, là đẹp lắm, hàng xuất khẩu luôn đó. Còn ghế á thì mặt niệm của nó rất là đẹp luôn anh chị ha, mà dày lắm, dày và cao ha, hoa văn họa tiết nhấn nút rồi kiểu hoa văn nhìn nó cũng hợp lý lắm, nhìn rất là sang trọng ha. Và đặc biệt thì cái bộ ghế này thì mấy anh chị mình nếu mà nhà mà phòng mà sạch sẽ mà tông trắng trắng để vô là nhìn rất là đẹp luôn á. Đó, rồi 5.8 triệu nha mấy anh chị ha. Em còn hai bộ ha, một bộ mới và một bộ hàng trưng bày ha. Anh chị em nào có nhu cầu thì nhắn tin cho em ha, 5.8 triệu mấy anh chị, 4 ghế. Đó, tại cái loại này không biết sao tại xuất khẩu có 4 ghế à. Đó, mà cái bàn này là 1m2 nha mấy anh chị ha, bàn 1m2, mặt bàn cao thì nó cũng tương đương với những cái bàn ăn khác. Đó. Rồi, anh chị em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha. Rồi. Ok. Rồi, tiếp theo là em lên cho mấy anh chị mình một cái tủ dụng cụ đồ nghề ha, tủ dụng cụ đồ nghề. Đó, tủ dụng cụ đồ nghề này là có 3 ngăn ha, 3 ngăn hàng xuất khẩu Mỹ nè. Thì em vẫn đang bán là 1.2 triệu nè, chuyển khoản bao ship ha. Đó, thì tủ này đẹp lắm mấy anh chị ha, hàng xuất khẩu. Đó. 1.2 triệu và chuyển khoản bao ship luôn ha, thì nó có 3 hộc kéo ha. Đấy. Con này thì xuất khẩu qua bên Mỹ là nó mang tên là dắt các anh chị ha. Ở Việt Nam thì do là bị bơm hàng Mỹ bơm hàng thành ra là họ không có gắn tên lên. Đó. Rồi, 1.2 triệu chuyển khoản bao ship nha các anh. Rồi, tiếp theo em còn một bộ hút bụi Dyson ha, hàng cực kỳ lướt luôn, mới đẹp luôn các anh chị nha. Đó thì bộ này vẫn bán đang bán là 5.9 triệu ha. Thì hôm nay là anh em nào chuyển khoản thì em bao ship luôn đi ha, 5.9 triệu, tất cả phụ kiện đều là mới tinh luôn ha, chưa xài ha. Đó, phụ kiện là mới chưa xài, bàn hút, bàn quét rồi chổi rồi hút khe, nói chung là đầy đủ hết nha các anh chị nha ha. Con này như mới như chưa xài, Dyson V10 ha, giá 5.9 triệu, chuyển khoản bao ship. Rồi anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em. Đó, rồi. Ok, thì ghế công thái học và các loại ghế văn phòng em cũng còn nhiều nha các anh chị nha. Đó, ví dụ như ghế công thái học nè ha, mình chỉnh được đa hướng là tất cả các thứ về tay, ngã lưng, ngã nhẹ thôi mấy anh chị ha. Mấy ghế này nó không có ngã nhiều, ngã nhẹ nè ha. Đó, và mặt lưới nhìn rất là cứng cáp và rất là mát, thoáng và mát lắm mấy anh chị. Ha, thì cái ghế công thái học này thì em vẫn đang bán là 2.5 triệu ha, chuyển không, cái đó là giá tại kho rồi, 2.5 triệu. Còn cái ghế số 1 này thì cũng nâng hạ ngã lưng nhẹ 1.6 triệu nè ha, 1.6 triệu. Còn cái ghế này là ghế văn phòng đơn giản nè ha, gọn nè. Đó, thì cái loại này 8.9 triệu, em cũng còn một ít ha. Rồi anh em nào lấy thì ghế văn phòng thì cứ liên hệ bên em ha, toàn là hàng xuất khẩu không nha các anh chị nha, hàng xuất khẩu không á, không có hàng nào mà sản xuất tập trung bán thị trường Việt Nam ha. Họ thanh lý những cái lô hàng xuất khẩu, lâu lâu nó mới có lô. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng. Em giới thiệu vài món ha. Anh chị em nào có nhu cầu món nào thì cứ comment lên giúp em. Số điện thoại của em là 0914466462 hoặc là nhắn tin vô Zalo ha. Các bạn sẽ tư vấn và hướng dẫn cho mấy anh chị mình cách mua hàng ha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những video clip sau nha. Dạ. Yeah.